Vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Công Thương đã chính thức công bố và trao giải cho 32 tác phẩm báo chí, đoạt giải báo chí toàn quốc, tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014. Giải báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014 đã nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi và sự tham gia đông đảo của các phóng viên, nhà báo, cộng tác viên, thông tin viên chuyên và không chuyên thuộc các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Trong 32 tác giả, nhóm tác giả được chọn để trao giải có 4 tác phẩm đoạt giải A, tương ứng 4 thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, 8 giải B, 12 giải C và 8 giải khuyến khích. Đánh giá về chất lượng các tác phẩm năm nay, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam cho biết các tác phẩm đã bao quát được các vùng miền, các ngành nghề, các vấn đề về tiết kiệm năng lượng. Hội đồng giải đã nhận được những bài viết phóng sự truyền hình, phát thanh, điện tử được thực hiện chuyên nghiệp và phản ánh hơi thở cuộc sống trong tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, có những tác phẩm có tính phát hiện, giới thiệu những mô hình tốt, những phương pháp thực hiện hay và hiệu quả.